Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm những chiếc nhẫn tay nào xinh xắn từ những chiếc khẩu trang y tế. Thì dụng cụ chúng ta cần có đầu tiên chắc chắn sẽ là khẩu trang y tế, thứ hai sẽ là một thanh kéo, và nếu các bạn chưa thực sự khéo tay thì chai keo dán sắt này sẽ là một người hỗ trợ rất là đắc lực cho các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt hai quai của khẩu trang y tế. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt thanh trắng ở phía trên của khẩu trang. Chúng ta sẽ cắt những phần dư đi. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy thanh kéo để giữ hai mép của thanh sắt. Sau đó chúng ta sẽ dùng keo dán sắt đổ theo lằn kẽ này để cố định vòng tròn của chúng ta. Chúng ta giữ ở đây khoảng một lúc. Sau khi chúng ta giữ một lúc thì chiếc nhẫn đã được hình dáng như thế này. Và bây giờ công đoạn tiếp theo của chúng ta chính là dùng những dây khẩu trang y tế này và quấn lại thành một vòng tròn. Kinh nghiệm dành cho các bạn là các bạn nên buộc vào cái mối nối ngay phía dưới của những hai mối tiếp giáp này thì nó sẽ che đi được khuyết điểm.
chúng ta đã được một chiếc tai mèo xinh xắn. Và việc tiếp theo chúng ta cần làm là cắt những phần cộng dây dư, những khẩu phần thừa như thế này. Chúng ta dùng sợi dây còn lại và buộc một đầu. Sau khi chúng ta đã được một đầu thì việc của chúng ta cũng chính là cắt đi phần thừa này.